Cẩm Y Sĩ Hạ quá nổi tiếng, Đàm Tùng Vận bị anti fan bôi đen. Mượn nhân của Cẩm Y Sĩ Hạ, một bộ phận anti fan của Đàm Tùng Vận tung tin đồn thất thiệt về cô nàng. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng còn lợi dụng việc mẹ của Đàm Tùng Vận qua đời trong một vụ tai nạn giao thông để bôi nhọ danh dự của cô. Theo tin tức từ trang giải trí Sina, Đàm Tùng Vận nhờ vai diễn trong Cẩm Y Sĩ Hạ đã thu hút được rất nhiều người hâm mộ. Chính vì vậy, một bộ phận anti fan của nữ diễn viên đã lợi dụng thời cơ này tung tin đồn thất thiệt. Hơn nữa, họ còn moi vụ việc mẹ của Đàm Tùng Vận bị tai nạn giao thông để bôi nhọ danh dự, dìm tên tuổi của cô nàng. Phía công ty quản lý của Đàm Tùng Vận vì chứng kiến quá nhiều những tin đồn thất thiệt từ phía dân mạng nên đã đưa ra lời giải thích. Một số bộ phận trên mạng đã tung tin không chuẩn xác, lan truyền những thông tin sai lệch về nghệ sĩ Đàm Tùng Vận của công ty chúng tôi. Từ đó tạo ra những tin đồn thất thiệt, những lời bôi nhọ thanh danh của cô ấy, thậm chí lăng mạ đến người mẹ quá cố của Đàm Tùng Vận. Chúng tôi đã ủy thác cho công ty luật Nan Bằng Bắc Kinh để kiểm chứng. Những người đã tung tin đồn về nghệ sĩ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong lúc dịch bệnh, nhiều người cố ý lạm dụng các nguồn tài nguyên công cộng. Chúng tôi hy vọng có thể duy trì những trang mạng lành mạnh. Ngay khi những lời thanh minh giải thích này được đưa ra, cư dân mạng đã tỏ thái độ đồng ý nhiệt tình. Hầu hết tất cả đều đồng tình với quan điểm tích cực bảo vệ công lý. Dân mạng không nằm ngoài vòng pháp luật, những người làm tổn thương người khác đều phải trả giá. Vào đầu năm 2019, mẹ của Đàm Tùng Vận không may đã bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vào tối ngày 24 tháng 1, Phương Tiểu Diệp, quản lý của nữ diễn viên Đàm Tùng Vận đã có bài chia sẻ Weibo cá nhân, tiết lộ vụ việc mẹ của Đàm Tùng Vận bị tai nạn nghiêm trọng. Sau khi kết thúc buổi gặp mặt vào đêm giao thừa, vào ngày 31 tháng 12, 2019. Khi đó, mẹ của Đàm Tùng Vận cùng bạn bè đang đi bộ trên đường, sau buổi gặp mặt thì có một chiếc xe đâm vào ba người. Người bị thương nghiêm trọng nhất là mẹ của nữ diễn viên Đàm Tùng Vận. Cuộc phẫu thuật cấp cứu được diễn ra ngay trong tối hôm đó và sau đó bà được chuyển tới hồi sức cấp cứu. Thế nhưng mẹ của nữ diễn viên Đàm Tùng Vận đã không qua khỏi. Ngay sau vụ việc này, một số anti-fan của Đàm Tùng Vận lợi dụng việc này để bôi xấu danh dự của cô. Họ cho rằng lúc mẹ đang trong cơn nguy kịch thì Đàm Tùng Vận vẫn đang cùng đồng nghiệp đi hẹn hò. Tin đồn này đã làm cho Tùng Vận cảm thấy vô cùng sốc. Cộng thêm tin buồn về sự ra đi của người mẹ, nữ diễn viên đã rơi vào khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần. Nhưng cuối cùng, khoảng thời gian khó khăn đó đã qua đi, mang đến cho chúng ta một Đàm Tùng Vận tràn đầy năng lượng tích cực. Hy vọng Đàm Tùng Vận có thể tỏa sáng hơn nữa trong tương lai. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất.